Ai cho cô động vào đồ của tôi vậy? Đau đau. Anh bị rồ sao? Bây giờ tôi rất là buồn ngủ. Để tôi ngủ dậy sẽ tính sổ với cô. Bùi U U, cô làm gì vậy? Nấu cơm. Đừng có làm nữa, làm xong tôi không ngủ được. Đừng làm nữa. Bây giờ đang là giờ nấu cơm trưa, không phải giờ ngủ. Gọi giao về đi. Vậy anh chi tiền? Tôi chi. Được. Vậy anh đi ngủ đi, khi nào tới tôi gọi anh. Anh ăn đi. Phải rồi. Anh và chị khám địch quen nhau bao lâu? 10 năm. Chẳng trách chị ấy thực sự rất hiểu anh. Đừng ăn nữa. Làm gì vậy? Phân chia địa bàn, đưa ra quy tắc. Đừng rèm cửa, tôi nói với cô rồi. Ngoài trừ cái này ra, cái phòng này, phòng khách, phòng bếp và vệ sinh, phòng của cô, bất kỳ nơi nào cũng không được tùy ý ra vào. Đồ của tôi cũng không được động vào. Nhất là những flyer sau kia, mỗi cái đều có ký hiệu. Cô mà động vào thì tôi được biết hết. Một khi cô động vào tôi sẽ... Anh yên tâm, tôi chắc chắn không động vào đồ anh. Nhưng tôi cũng không muốn sống trong đống rác. Xin tự giác một chút đối với vệ sinh nơi công cộng. Trừ điều này cứ như thuê phòng chung ở ngoài, nước sông không phạm nước giếng. Nếu có thể không gặp mặt nhau thì càng tốt. Tôi cũng có ý đó. Vậy nơi công cộng có phải cũng nên phân chia hay không? Đây, đây, đây. Ở đó, đó, đó đều là của tôi. Của cô, ở đây. Bếp là dùng chung, thời gian sử dụng 12 giờ sáng tới 10 giờ tối. 10 giờ, vậy nếu tôi về muộn làm bữa khuya thì sao? Nhịn đói. Của tôi. Của tôi. Mấy cái này là của tôi. Của cô. 4 tầng trên của tôi, 2 tầng dưới của cô, đừng để lẫn đồ của tôi. Khoan đã, khoan đã. Anh nhiều đồ đến vậy, 4 tầng có đủ không? Ý tôi là dù sao tôi cũng chẳng có gì nhiều. Hay là tôi bán 1 tầng cho anh. Thế nào? Bao nhiêu? Đủ lạnh của anh, giờ anh quyết định. Phải rồi, Tiêu Lan đã mang đồ đính hôn của ngày mai tới. Anh có muốn thử không?